Marcel, cho nên bạn toàn Imita. Xin chào các bạn fan Sun Island, mình là Văn Toàn và mình sẽ chơi cho câu lạc bộ Sun Island năm 2023. Hẹn gặp mọi người tại Sun. Sáng ngày 4 tháng 1 trên fanpage của câu lạc bộ Seoul Island Hàn Quốc đã đăng tải hình ảnh và video về việc Văn Toàn gia nhập đội bóng. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã chia tay Hoàng Anh Gia Lai sau 15 năm gắn bó. Trong thời gian qua, đã xuất hiện nhiều thông tin nói rằng cầu thủ 26 tuổi này đang đàm phán để gia nhập Seoul Island, một đội thuộc giải hạng nhất Hàn Quốc, K-League 2. Và đến sáng ngày 4 tháng 1, Seoul Island đã chính thức công bố bản hợp đồng mới với Văn Toàn. Câu lạc bộ Hàn Quốc đã đăng lên trang cá nhân của mình bức ảnh Văn Toàn, mặc áo đấu của đội cùng nội dung, chào mừng Văn Toàn đến Seoul Island. Bên cạnh đó, câu lạc bộ này cũng trích dẫn thông tin cá nhân cùng các thành tích nổi bật của Văn Toàn, từ trước đến nay. Ngay sau bức ảnh trên, Seoul Island tiếp tục đăng tải một video Văn Toàn, gửi lời chào đến người hâm mộ bằng tiếng Hàn. Cầu thủ sinh năm 1996 nói, xin chào các fan Seoul Island, tôi là Văn Toàn, tôi sẽ chơi cho câu lạc bộ từ năm 2023. Hẹn gặp mọi người tại Seoul. Được biết tại Seoul Island, Văn Toàn sẽ mặc áo số 26. Đây là câu lạc bộ đang chơi ở giải hạng 2 Hàn Quốc. Đội bóng này mới chỉ thành lập từ năm 2014 bởi Island Group, tập đoàn kinh doanh đa ngành từ du lịch, dịch vụ, thương mại tới xây dựng ở Hàn Quốc. Sân nhà của đội bóng này là sân Mak Jong ở thủ đô Seoul với sức chứa 15,000 chỗ ngồi. Huấn luyện viên của họ là ông Park Chung-jun, cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Nội. Đáng chú ý là cách đây 4 năm, đội tuyển Việt Nam đã từng đá giao hữu với Seoul Island và phải nhận thất bại 0-2. Đây được đánh giá là câu lạc bộ phù hợp để Văn Toán có thể tiếp tục phát triển. Giải K-League 2 sẽ không khắc nghiệt như K-League 1, nơi Xuân Trường và Công Phượng từng thi đấu trong màu áo của những câu lạc bộ như Incheon United và Gangwon. Hiện tại, Văn Toàn đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Sau khi kết thúc giải đấu này, cầu thủ sinh năm 1996 sẽ sớm có màn ra mắt đội bóng mới. Cách đây một ngày, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng thông báo chia tay Văn Toàn. Hôm nay, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chính thức chia tay câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, nơi gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm, từ khi là một cậu bé 11 tuổi gia nhập Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG. Cùng với các đồng đội khóa 1, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Rachen Gilao, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, đã tạo nên một thế hệ cầu thủ tài năng, đạo đức. Chúc Văn Toàn gặt hái thành công trong chặng đường sắp tới, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai viết. Kể từ khi chính thức được đôn lên đội một Hoàng Anh Gia Lai thi đấu năm 2015, Văn Toàn đã ra sân tổng cộng 177 trận và ghi 46 bàn thắng cho đội chủ sân Pleiku. Trước khi V-League 2021 bị hủy giữa chừng vì COVID-19, Văn Toàn dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải đấu này với 7 bàn thắng. Ở mùa giải 2022 vừa qua, tiền đạo sinh năm 1996 cũng là người ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng phố núi với 7 pha lập công. Đông Triều đã quyết định trở lại khoác áo đội bóng quê nhà để thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia 2023. Nhiều người hâm mộ hy vọng ở môi trường mà tính cạnh tranh không cao bằng V-League, trung vệ 27 tuổi này sẽ có nhiều cơ hội đá chính, từ đó tìm lại phong độ tốt nhất của mình. Vậy lý do gì đã khiến một cầu thủ từng thành công cùng U19 Việt Nam lại xuống dốc, bị các đội bóng tại V-League ngoảnh mặt, dù anh mới bước qua tuổi 27 độ tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ? Hãy cùng chờ đón ở video tiếp theo nhé các bạn, và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé!